Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục gửi đến anh em một video giới thiệu anh em đến 6 bộ sản phẩm toàn những hàng đẹp kín con luôn, phun thùng xốp luôn. Thì đầu tiên thì Tuyến giới thiệu anh em đến một con Omni, con Pau. Có model là DA-A7 của Diatone các bác nhé. Dòng này là dòng Diatone. Đấy. Thiết kế thì nộ thiên cực kỳ gấu luôn các bác, nghe chất lượng âm thanh cực kỳ hay và trưng bày thì lại rất là đẹp luôn. Đấy, có thể nói là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Nó thiết kế hai bộ tỏa nhiệt nhìn đã đủ đã mắt rồi, và hai quả tụ nọc nguồn còn to hơn hai lon bia các bác nhá. Hai quả tụ nọc nguồn còn to hơn hai con bia và một biến áp khổng lồ. Ở đây thì nó là cho công suất là 110W một kênh các bác nhá, đánh từ 4 cho đến 16 ohm, và đây là tổng công suất của nó là con này, tổng công suất ở đây thì nó là 185W nhưng mà nó là ra loa là 110W một kênh. Đó. Và với tình trạng là về bên kia là nó đã đánh mất một cái cầu mát rồi thì các bác có thể sử dụng cầu chung quả cầu B nhá. Còn bình thường nếu bác sử dụng một đôi loa thì các bác sử dụng cầu A vẫn là không sao. Còn nếu mà các bác sử dụng hai đôi loa thì các bác có thể sử dụng mát chung với lại cầu bên này thì vẫn là rất là ok. Đấy, ở đây thì nó có chuyển đổi. Mà thực tế con này nó cũng chỉ là chuyển đổi loa sang A sang B thôi chứ nó cũng không thiết kế đánh liền nút hai đôi. Đấy. Với tình trạng là đẹp mỹ mãn và zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Thì nó bị mất một cầu loa bên bình thường, con này là em đang bán với giá là 6 triệu, nó bị mất một cái chân loa. Thì hôm nay em Tuyến nó không quan trọng, thì em Tuyến để cho các bác xả, để cho các bác với giá là 5 triệu là nỗ vốn rồi. Là em để nỗ luôn cho các bác là với giá là chỉ có 5 triệu. Đấy, model là DA-A7. Đấy. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con Omni Chio. Con này có model là KA7100D. Con này thì nếu mà nói về chất âm thì nó rất là hay, bởi vì những con này là cực kỳ là dễ phối ghép loa, nên là chất lượng âm thanh của nó rất là hay, rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì nó đánh sò sắt và con này còn nguyên sách vở đầy đủ nhé. KA7100 sách vở đi theo nó zin nguyên bản luôn. Và tình trạng là đẹp mỹ mãn luôn. Đây các bác nhìn kỹ nhé, nung niếc của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp, đẹp mỹ mãn luôn. Và nó được sử dụng 4 sò sắt. Dòng này sò sắt của Hitachi, nhưng mà hãng nó đặt nên là nó sẽ xóa chữ Hitachi đi. Nhưng mà nó là nguyên bản, nó vẫn là sò sắt Hitachi zin theo 7, zin theo máy luôn các bác nhé. Đấy, tình trạng máy móc đẹp xuất sắc và đánh 4 tụ nọc nguồn, một biến áp rất lớn cho công suất lên đến 150W này. Đây là các bác nhìn nhé, 150W. Đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, nên là đủ cho các bác đánh bất kể những dòng loa khó tính nào. Và con này thì chơi bát 30 thì không phải nghĩ. Đó. Với tình trạng là đẹp xuất sắc, nên là các bác không phải lăn tăn một cái vấn đề gì. Và với con Omni Chio K7100D, em Tuyến để cho các bác với giá là 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng các bác sở hữu một con Omni Chio K3000, cực kỳ là đẹp luôn và dễ phối ghép loa, một cái giá cực kỳ là tốt luôn để cho các bác chơi. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con Omni, hàng cũng là đầu bảng, còn dòng 3 số của Onkyo các bác nhé. Con này nó là một model cao cấp của Onkyo, con này có model A977 luôn nhé. Dòng 977. Con này nó sử dụng đèn trường nên là cho công suất rất là lớn luôn và rất là đẹp luôn. Con này thiết kế là đẹp mắt, nhìn đã mê từ ngay phút đầu rồi. Đó, đánh direct này. Có cầu đánh direct và nao nớt đầy đủ các bác nhé. Đấy, chỉnh bát chét và phân loa. Cực kỳ là chất lượng luôn. Một con Omni dòng thiết kế là theo dòng Hiyan nhé, nên là nó xử lý âm thanh bằng chip, nên là chất lượng âm thanh nó cực kỳ là hay luôn. Đấy, con này nếu mà nói về chất lượng âm thanh thì không phải bàn cãi, bởi vì nó quá hay. Các bác chơi những dòng loa Tannoy hay là những dòng loa khó tính, cây cột đều rất tuyệt vời. Và con này đặc biệt chơi rất nhiều thể loại loa, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Con này nếu mà xuất xưởng của nó rất là khá là đắt. Nó còn đắt hơn là những dòng đường nông 2000 Mark 2, Mark 3 các bác nhé. Mark 3, Mark 4. Nó còn đắt hơn là những dòng đấy. Và con này nó sử dụng hai biến áp cộng hưởng. Để bởi vì nó là hiệu suất cao, công suất lớn, nên là nó sử dụng hai biến áp cộng hưởng nguồn để cho nó đạt độ căng. Và con này sử dụng 4 con đèn trường. Và với con Omni Onkyo dòng A977, một model này đẹp, có thể nói là đẹp hơn ngọc trinh luôn, bởi vì đẹp không tì vết luôn, trắng phau luôn, đẹp mỹ mãn luôn, không một tì vết nào.
Em để cho các bác với giá là 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng các bác sở hữu một con âm ni Onkyo đẹp hơn Ngọc Trinh. Đó, cực kỳ là đẹp, đẹp mỹ mãn luôn. Và chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ni Technic. Con này là một đối thủ ngang tầm của những dòng loa Nga S90 và tất cả những dòng loa Nga khó tính các bác nhé. Bởi vì hay là các bác có thể chơi những dòng loa cây loa mà dòng nào mà thiếu bát, ví dụ như những dòng khó đánh như dòng Onkyo hay Diatone, Pioneer, Sansui đều rất tuyệt vời luôn, bởi trong con này đánh chất âm của nó cực kỳ là sáng tiếng. Bát thì cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Nó nớt đầy đủ các bác nhá. Đây là các tín hiệu chuyển kênh và con này đánh 4 tụ nòng nguồn và 4 con sò xanh đen 2 vít. Đó. 4 sò xanh đen 2 vít cho hai kênh và một biến áp khổng lồ luôn. Biến áp khổng lồ luôn, to rất là nặng. Và con này công suất lớn nhá. Con này nó công suất lên đến 182W. Đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đó, các bác nhìn nhá, đẹp mỹ mãn, coi như đẹp không tì vết luôn. Đây các bác nhìn nhá, mặt không một vết chảy luôn. Từ cạnh trên bất kể một chỗ nào không có một vết chảy luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, đẹp trắng phau luôn. Rất là mỹ mãn luôn. Và với con âm ni Technic V6 hôm nay em tiến để cho các bác với giá là 3.500.000 đồng nhá. 3.500.000 đồng cho con âm ni Technic V6, đẹp mỹ mãn luôn. Đó, các bác nhìn nhá, một con âm ni Technic chơi chất âm cực kỳ hay và dễ phối ghép luôn. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con âm ni Sony, dòng này cũng là một model cao cấp. Con này là có model là 3.3 ESG. Đây các bác nhìn tổng thể nó thiết kế rất là đẹp luôn, hai cái núm đối xứng cực kỳ là đẹp, một núm volume và một núm chuyển kênh. Chuyển kênh tín hiệu các bác nhá. Nên là rất là đẹp mắt luôn. Chỉnh giải bát chét thì nó nằm ở bên dưới đây. Đấy. Phân loa. Và thiết kế tổng thể rất là đẹp mắt luôn và con này khá là nặng. To và dày. Con này được thiết kế là 8 sò san ken, 8 con sò san ken và 4 tụ nòng nguồn, hai con to hơn hai lon bia và hai to con to như lon Coca. Và một biến áp khổng lồ và con này nếu mà một người bê thì hơi cố các bác nhá, bởi vì nó khá là nặng. Nó mấy chục cân. Đây các bác nhìn nhá, 8 con sò đây. 8 con sò san ken. Và đèn thúc xanh đen zin nguyên bản theo máy, con này chưa có một mối chấm hằn nào. Đẹp mỹ mãn luôn. Đó. Cực kỳ là đẹp. Và con này nó cho công suất là con này cho công suất là 270W các bác nhé, 270W. Đó. Trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đủ cho các bác đánh như bất kể những dòng loa nào. Này các bác nhìn nhé. Nói về độ đẹp thì khỏi phải bàn. Đẹp mỹ mãn luôn. Đó, máy móc thì đẹp thì kính con luôn rồi, không phải lăn tăn một vấn đề gì. Các bác nhìn nhé, nói về độ đẹp thì khỏi bàn và gấu. Con này đặc biệt đánh những dòng loa khó tính như là Onkyo, Diatone hay đặc biệt là đối thủ quả loa Yamaha thì mỹ mãn luôn. Các bác những dòng loa hàng khủng này thì các bác có thể chơi được nhiều những dòng loa khó tính. Và đặc biệt là các bác có thể kết hợp với vang số hát karaoke. Rất là tuyệt vời, vừa nghe nhạc hát hò này khỏi phải bàn. Chất lượng âm thanh Sony thì luôn luôn là một gì đó rất là tiêu biểu và rất là chất lượng. Đấy. Đẹp mỹ mãn luôn, toàn bộ tổng thể đẹp kính con luôn. Thì với tình trạng là đẹp xuất sắc như này, con âm ni Sony 3.3 ESG em tuyến để cho các bác với giá là 4.600.000 đồng. 4.600.000 đồng con âm ni Sony 3.3 ESG đẹp mỹ mãn và phải gần B thì hơi cố các bác nhé, bởi vì nó nặng mấy chục cân. Đó. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con đầu CD quả đờn nông. Con này có model là DCD 1130, còn nguyên thùng xốp luôn các bác nhé. Dòng này gọi là dòng full thùng xốp. Đấy, trọng lượng 8kg. Made in Japan. Đó. Con này thì nói về độ đẹp thì khỏi phải bàn rồi. Con này không cần thì phải lăn tăn thì, bởi hàng full thùng xốp thì bao giờ nó, chất lượng của nó thì không thể phải gì bàn cãi rồi. Đấy, đặc biệt đây này các bác phải nhìn nhá, phải đúng trùng seri luôn nhá. 7907150313 và thùng của nó cũng là phải như seri như vậy, 9071500313. Đó,
toàn bộ là thùng với lại máy là phải trùng seri thì mới gọi là hàng full đồng sốc đấy, chứ không phải nói là nếu mà lấy của con nọ bỏ con kia thì không thể nói là hàng full đồng sốc được. Chất lượng con này thì quá là mỹ mãn rồi. Và với con đầu CD đờn ông, một model cao cấp quả đờn ông, và con này cũng rất là gấu và hàng này rất là dày và nặng, 8 kg thì các bác đủ hiểu đấy. Con này to cao dày các bác nhá, to cao rất là dày. Thì hôm nay con đầu Sony này em Tuyến để cho các bác với giá là 3 triệu đồng nhá, 3 triệu đồng cho con âm ni đờn ông phun thùng xốp này để cho các bác chơi đấy, đẹp mỹ mãn này, phun thùng xốp này không có một tí vết nào luôn, không có mụn màn tì vết gì luôn, đẹp mỹ mãn luôn đấy. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi, mặt mũi cho đến ấy là các bác không bao giờ phải lăn tăn rồi đấy. Thì hôm nay em Tiến vừa giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu bộ sản phẩm nào thì cứ liên hệ điện cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969, Zalo của em là 0129984869, địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và các bác mua hàng bên em thì các bác vui lòng cọc trước cho em là 500.000 đồng trên một sản phẩm. Đó, 500.000 đồng trên một sản phẩm để em gửi hàng cho các bác. Và em cũng nói rõ luôn, toàn bộ giá em ở báo trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Em không, giá là không bao ship các bác nhé. Đó, thì các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em để em tư vấn cho nó kỹ càng hơn. Và em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm. Em chào các bác.